ứng viên vô địch xuất quân. Son Heung-min và các đồng đội sẽ làm gì để giải bài toán Bahrain? Một đối thủ phòng ngự phản công sắc bén. Liệu có khởi đầu suôn sẻ? Đội tuyển Hàn Quốc, đội tuyển Bahrain, 18:30 ngày 15 tháng 1, trực tiếp trên VTV5 và VTV Cần Thơ.